Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm từ bi nhà mình nha. Cây từ bi nha. Cây này có phong độ rất chi là nghệ thuật luôn nha nhà mình. Cây đang cho hoa rồi, chuẩn bị hoa này nha. Đang nụ hoa rồi. Cây này có mã số là 557 nha. Có sơ đồ hoành gốc này, vườn đo là 22. Cây cao tầm 22, chiều đổ tính từ điểm này nha mà xuống tới ngọn luôn là 50 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 30. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 1,7 triệu bao ship cả chậu nha mình nha, chậu nhựa nha mình. Cây rất chi là duyên dáng nghệ thuật nha mình nha. Này, cái thân của nó này, nhìn nó núc rất là côn luôn nha, cây rất là già luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nói chung cây từ bi mà có những cái form như thế này cũng khá là hiếm nha mình. Hoành to cũng rất là hiếm nha. Từ bi nha mình nha, hoa thì tím rất là đẹp luôn. Và cũng có thể là dùng nó để làm một cái bài thuốc luôn nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây từ bi nha mình, cây form rất chi là nghệ thuật luôn nha. Rồi mã số 557, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,7 triệu bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.